Nếu như quý anh chị đang tìm kiếm một mẫu xe có vẻ ngoài giống đến 99% với Maybach GLS 600, nhưng lại tiết kiệm giá bán lên đến 3,3 tỷ đồng và tổng chi phí lăn bánh sẽ thấp hơn 3,6 tỷ đồng, thì đây chính là câu trả lời cho quý anh chị, đó chính là Mercedes Maybach GLS 480. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy, and silently it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to... Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh review những mẫu xe chính hãng của Mercedes-Benz. Và em là Thịnh Lê, chuyên viên tư vấn tại Mercedes-Benz Hasako Điện Biên Phủ. Và trong video lần này, nhân vật chính chúng ta chính là dòng xe Maybach GLS 480 này. Và vẫn là sự kết hợp hoàn hảo giữa một khung gầm cỡ lớn của dòng GLS, mang lại công năng đa dụng của mẫu xe gầm cao SUV và một khoang thương gia hoàn hảo của những dòng Maybach sedan. Vậy thì tại sao dòng GLS 480 này lại có giá bán thấp hơn đến 3,3 tỷ đồng so với người đàn anh GLS 600? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay bây giờ. Với một vẻ ngoài có thể nói là hoàn toàn giống với GLS 600, quý anh chị sẽ nhận thấy những đường nét thiết kế cực kỳ quen thuộc và cũng là đặc trưng trên dòng Maybach. Đầu tiên là mặt lưới tản nhiệt với những thanh nan mạ chrome, vật liệu rất là cao cấp, đứng hiên ngang ở đây, cực kỳ đẹp mắt. Và điểm nhấn của nó chính là một dòng chữ Maybach ở ngay khu vực trung tâm. Phía trên vẫn là một logo dạng đứng theo phong cách exclusive. Và ở ngay khu vực chính giữa của mặt lưới tản nhiệt này, chúng ta sẽ có một dãy piano phủ bóng ở đây. Điều này có nghĩa là mẫu xe này vẫn có tính năng Digitronic giữ khoảng cách với xe phía trước, giống như dòng xe GLS 600. Và camera 360 phía trước nằm ngay phía bên dưới của dãy piano này. Tiếp theo là phần hốc nước gió của xe. Chúng ta vẫn sẽ có một sự kết nối giữa hốc nước gió bên trái và bên phải, được mạ chrome sáng bóng và được tạo hình thiết kế dạng mắt cáo ở đây quý anh chị ha. Cực kỳ đẹp mắt và làm cho chiếc xe này trông có vẻ rộng hơn và bề thế hơn nữa. Bên trên vẫn là 6 mắt cảm biến phía trước trong hệ thống 12 mắt cảm biến Bactronic của xe. Và nói về công nghệ chiếu sáng thì đôi mắt của GLS 480 chúng ta vẫn được sử dụng là hệ thống multi beam LED với 10 tính năng thông minh, trong đó có thể để đến tính năng nổi bật nhất là khả năng chiếu xa 650m và tính năng chống làm chói mắt các phương tiện giao thông phía trước và di chuyển ở hướng ngược lại của chúng ta. Và đây chính là điểm khác biệt đầu tiên khiến cho mức giá bán của mẫu xe Maybach GLS 480 này hấp dẫn hơn so với người đàn anh của mình, đó chính là khói động cơ i6 bên trong. Đây, quý anh chị xem qua khoang động cơ ở đây. Nếu như GLS 600 sở hữu cho mình có động cơ V8 biturbo cho công suất là 557 mã lực, thì GLS 480 sẽ có một khối động cơ với công suất khiêm tốn hơn, động cơ i6 300 lít cho ra công suất tối đa là 367 mã lực và mô hình xoắn cực đại là 500 Nm. Đây cũng chính là lý do khiến cho giá tiền của mẫu xe này dễ tiếp cận hơn và hấp dẫn hơn so với người đàn anh GLS 600 của mình. Như quý chị cũng biết thì đối với một khối động cơ có công suất làm việc cũng như là dung tích xi lanh lớn hơn, chúng ta phải chịu một khoản thuế cao hơn. Thì đối với một khối động cơ vừa đủ dùng như thế này thì chúng ta sẽ tiết kiệm được một phần lớn chi phí thuế cho mình. Thêm vào đó nữa thì khối động cơ i6 này lại rất phù hợp với phong cách lái nhẹ nhàng, êm ái và thể thao, và nó hoàn toàn dư dùng so với điều kiện sử dụng tại thị trường Việt Nam của chúng ta. Một số những công nghệ nổi bật của khối động cơ này, chúng ta vẫn sẽ có công nghệ EQ Boost, tức là một motor điện 48V hỗ trợ giúp cho xe tăng tốc và khởi động êm ái hơn. Bên cạnh đó cũng là tính năng tiết kiệm nhiên liệu. Kết hợp với nó sẽ là hộp số 9 cấp 9G-tronic, chữ danh của nhà Mercedes-Benz, và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC giúp cho mẫu xe này vận hành cực kỳ êm ái và linh hoạt. Trước khi chúng ta đi vào tìm hiểu phần hông xe của GLS 480 thì điểm khác biệt thứ hai mà Thịnh muốn mang đến cho quý anh chị đó chính là trên mẫu xe này hệ thống trail sẽ hoàn toàn khác với lại mẫu xe GLS 600. Nếu như GLS 600 sở hữu cho mình là hệ thống trail điện thủy lực EF2 Body Control thì trên GLS 480 chúng ta chỉ được trang bị hệ thống trail khí nén E-Matic. Tuy nhiên thì hệ thống trail khí nén này cũng đã cực kỳ êm ái và cực kỳ tuyệt vời trong những điều kiện chúng ta vận hành trên đường bằng phẳng quý anh chị ha. Và nếu mà nói về phần ngoại thất thì điểm khác biệt duy nhất cũng là điểm mà chúng ta có thể nhận diện được đâu là một chiếc xe GLS 600 và đâu là một chiếc xe GLS 480, chính là phần mâm xe. Đây thưa quý anh chị, mâm xe của GLS 480 sẽ có tạo hình đa chấu được sơn hai tông màu, bao gồm phay xước bên ngoài và sơn đen phủ bóng bên trong, cực kỳ đẹp mắt. Về kích thước của mâm xe thì GLS 480 sẽ có kích thước nhỏ hơn 1 inch so với GLS 600, tức là 22 inch.
Lớp xe của chúng ta sử dụng là lớp xe Premium Contact ID của anh chị ha. Một lớp xe cực kỳ dày bản, đảm bảo cho sự êm ái và khả năng cách âm mặt đường cực kỳ tốt. Tiếp theo là phần cụm đèn hậu. Trên GLS 480 chúng ta vẫn có một thiết kế đèn hậu giống hoàn toàn với GLS 600, tích hợp đèn xi nhan báo rẽ ở đây, hệ thống cảnh báo điểm mù và Assist Warning và camera 360 bên hông trong cụm camera toàn cảnh của xe. Tiếp đến nữa là phần tay nắm cửa của chúng ta sẽ là tay nắm cửa khóa thông minh cảm ứng Keyless Go của anh chị ha. Chúng ta có thể khóa xe và mở cửa xe cực kỳ đơn giản chỉ bằng một thao tác chạm ở đây. Xe sẽ tự động lock cửa. Và khi chúng ta cần mở cửa thì cũng không cần phải rút chìa khóa ra. Chúng ta chỉ việc đưa tay vào trong khe nắm cửa này và lấy ra. Và khi quý anh chị mở cửa xe ra, đây một bệ bước cực kỳ chắc chắn được làm bằng hợp kim và có tính năng ẩn hiện ha quý anh chị ha. Điều này hoàn toàn tương đồng với lại GLS 600. Và các dòng xe của Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam hiện nay chỉ có đúng hai dòng xe này là có tính năng cực kỳ hiện đại này. Một bệ bước cực kỳ chắc chắn mà một người lớn như Thịnh nặng đến 80kg có thể bước lên dễ dàng. Đây, anh chị xem. Và phần trang trí bệ bước này cũng cực kỳ tỉ mỉ và tinh vi quý anh chị ha. Chúng ta sẽ được phủ chrome ở đây và các cái chi tiết làm chống trượt ở đây nữa. Và không quên là một logo Maybach ở khu vực phía sau. Phần lườn xe của GLS 480 chúng ta vẫn sẽ có một đường điểm suyết mạ chrome ở đây. Đây, chi tiết này chỉ có cho những mẫu xe cao cấp nhất của nhà Mercedes-Benz. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem phần đuôi xe có những tính năng hay ho gì và có những điểm gì khác biệt so với GLS 600. Rồi, đây là phần đuôi xe của Maybach GLS 480 của anh chị. Có thể nói là hoàn toàn giống với GLS 600. Cái điểm khác duy nhất chính là dòng chữ GLS 480 ở đây. Và khi mà quý anh chị che dòng chữ này đi, chúng ta không thể nào phân biệt được đâu là GLS 600 và đâu là GLS 480. Vẫn là những chi tiết mạ chrome quen thuộc, như là một dãy rơm chạy dài từ phần đầu đèn hậu bên này sang phần đầu đèn hậu bên kia. Cái này chỉ có trên những mẫu xe cao cấp nhất của Mercedes-Benz ha, như là S-Class hoặc là S-Class Maybach. Một dãy rơm phía sau ở đây. Và một hệ thống trang trí ống xả kép đặc trưng của Maybach, quý anh chị xem ở đây, cũng hoàn toàn tương đồng với GLS 600. Chúng ta sẽ có thêm một cái thanh chia đôi cái ống xả ở đây nữa, đặc trưng trên dòng Maybach quý anh chị ha. Và 6 mắt cảm biến phía sau trong hệ thống 12 mắt cảm biến Bactronic của xe. Và tất nhiên, một mẫu xe sang trọng như thế này chúng ta vẫn sẽ có tính năng cốp điện và đá cốp. Rồi, đây là khoang hành lý của GLS 480 Maybach hay quý anh chị. Tuy kích thước của mẫu xe này là một mẫu xe có kích thước rất là lớn, tuy nhiên thì cái phần khoang để đồ của chúng ta thì cũng khá là khiêm tốn, do là chúng ta phải chừa một cái phần diện tích rất là lớn cho hai cái ghế thương gia ở khu vực bên trong. Tuy nhiên thì nó vẫn rất là đủ dùng và chắc chắn là sẽ để vừa những cái bộ góp cho những anh chị khách hàng nào có sở thích của mình là chơi góp với anh chị ha. Đây vẫn là chi tiết rất là quen thuộc. Và trên GLS 480 chúng ta vẫn sẽ được trang bị cho mình là một máy tính bảng để điều khiển các tính năng giải trí bên trong xe và hai tai nghe không dây, phải quý anh chị. Rồi, hoàn toàn tương đồng với GLS 600, không có gì khác biệt cả. Kể cả những cái chi tiết mà chúng ta ít khi nào chạm vào như là cái phần ốp ở đây cũng được bọc da và được may chỉ rất là tỉ mỉ ha quý anh chị ha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào vị trí người lái để xem là trên một mẫu xe đắt tiền gần như là nhất của Mercedes-Benz trong form SUV, chúng ta sẽ được trang bị những công nghệ hỗ trợ lái nào, những tiện nghi và tính năng an toàn nào quý anh chị nhé. Và đây là khoang nội thất của mẫu xe GLS 480 Maybach. Quý anh chị cũng thấy là nó hoàn toàn tương đồng với GLS 600 ha. Điểm nhận diện duy nhất trên và cũng là sự khác biệt của mẫu xe này so với người đàn anh của mình đó chính là phần ốp gỗ bóng ở đây. Nếu như GLS 600 chúng ta sẽ được trang trí bằng ốp gỗ bóng màu nâu với các chi tiết mà các đường kẻ nhôm ở đây ha, phong cách designer đặc trưng của dòng Maybach, thì trên GLS 480 chúng ta sẽ có là màu đen. Đây cũng chính là điểm khác biệt duy nhất về phần nội thất của mẫu xe này. Chúng ta sẽ nói một chút xíu về các tùy chọn màu ngoại thất và nội thất ha quý anh chị. Đối với GLS 480 chúng ta sẽ có một số những màu tùy chọn ngoại thất như sau. Thứ nhất là màu đen obsidian, màu trắng voler, màu bạc high tech, màu bạc mozzave và một màu rất là đẹp là màu xám Serena Trace. Về phần nội thất chúng ta sẽ có hai tùy chọn màu là màu đen và một màu mà Thịnh đang ngồi bên trong đây, một màu cực kỳ đẹp, cực kỳ sang trọng, đó chính là màu nâu mahogany. Mahogany là một màu nâu có pha chút ánh đỏ ha quý anh chị ha. Và màu nâu trên nội thất của dòng xe này chúng ta sẽ kết hợp với màu kem, cộng với đó là ốp gỗ màu đen nữa, tạo ra một tổng thể không gian nội thất cực kỳ đẹp mắt.
Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ngay về để xem là mẫu xe GLS 480 với giá bán là 8 tỷ 679 triệu này chúng ta sẽ được trang bị những công nghệ an toàn gì, những tiện nghi gì nổi bật hả quý anh chị? Thứ nhất là về phần công nghệ an toàn. Trên mẫu xe này chúng ta vẫn sẽ có những tính năng an toàn tiên tiến nhất hiện giờ như là hệ thống cảnh báo chệch làn đường, hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống giữ khoảng cách với xe phía trước mà hay chúng ta còn gọi là Adaptive Cruise Control đó quý anh chị. Ngoài ra là giới hạn tốc độ và chức năng hiển thị thông tin trên kính chắn gió Head-Up Display quý anh chị ha. Đó, giúp cho người lái xe được dễ dàng hơn, thuận tiện hơn và an toàn hơn. Về phần tiện nghi trên xe, thực sự mà nói quý anh chị, nếu như ai là người tài xế của những vị chủ nhân sở hữu mẫu xe này phải nói là cực kỳ sung sướng. Tại vì tuy là một mẫu xe có hàng ghế thương gia, nhưng vị trí người lái vẫn được chiều chuộng rất là nhiều. Nổi bật là chúng ta sẽ có những tiện nghi. Thứ nhất là về âm thanh, chúng ta sẽ có 26 loa Burmester với công suất lên đến 1610W. Hệ thống loa âm thanh Burmester cao cấp này chắc chắn sẽ làm hài lòng những đôi tai có khả năng cập thu âm nhạc tốt nhất của quý anh chị khách hàng. Và bên cạnh đó thì nếu như ở thời điểm trước những mẫu xe Maybach chúng ta chỉ có tính năng massage ghế ở hàng ghế phía sau thôi, thì nay trên dòng xe GLS 480 này và dòng xe GLS 600 chúng ta sẽ có tính năng massage trên cả 4 ghế. Đi kèm với nó sẽ là tính năng làm mát ghế và sưởi ghế ở đây quý anh chị ha. Đây, cực kỳ tiện nghi cho những quý anh chị khách hàng nào là người tài xế của mẫu xe này hoặc là những người chủ nhân thích trải nghiệm lái xe trực tiếp. Tiếp theo chúng ta sẽ có một bộ ghế chỉnh điện ở đây. Và nhớ ghế 3 vị trí, nhớ vô lăng và nhớ cả gương. Đó, đây là tiêu chuẩn của xe Mercedes-Benz rồi, nên là một mẫu xe cao cấp như thế này thì chắc chắn là chúng ta phải có những tính năng này phải quý anh chị. Bên trong phần bệ trung tâm chúng ta sẽ có hai cốc để ly. Và hai cốc để ly này cũng rất là đặc biệt, chúng ta sẽ có tính năng là làm ấm cốc và làm mát cốc. Đi kèm với nó là sạc không dây ở đây và hai cổng Type-C để kết nối Apple CarPlay Android Auto. Rồi, về phần màn hình trung tâm, chúng ta sẽ có một màn hình trung tâm 12.3 inch nối liền với một màn hình sâu vô lăng 12.3 inch và chúng ta có thể điều khiển màn hình này bằng touchpad cảm ứng ngay trên khu vực vô lăng quý anh chị ha. Touchpad bên trái sẽ điều khiển màn hình bên trái như là Thịnh đang thao tác ở đây. Và touchpad bên phải chúng ta sẽ dùng để điều khiển màn hình bên phải. Và nếu muốn quý anh chị có thể cảm ứng trực tiếp ngay trên màn hình. Và nếu như mà quý anh chị không muốn vớ tay như thế này, chúng ta có thể điều khiển bằng touchpad trung tâm ở ngay khu vực này với một cái bệ từ tay có logo Maybach rất là đẹp mắt ở đây. Đấy, cực kỳ tiện nghi. Đó, đây là những cái tính năng massage của chúng ta ha. Hot Relaxing lưng, vai, Activating Massage. Chúng ta sẽ có ghế tiện nghi với chức năng là điều chỉnh ghế vô lăng theo chiều cao, ghế động lực. Đèn trang trí nội thất chúng ta sẽ có 64 màu và với 10 kiểu phối màu khác nhau và một tính năng rất là đặc biệt chỉ có trong dòng Maybach, đó chính là Energizing Comfort. Thì giới thiệu sơ về tính năng này, chúng ta sẽ có nhiều tùy chọn ở đây và mỗi tùy chọn xe sẽ có một cái hiệu ứng âm thanh, hình ảnh, nước hoa và một tính năng massage riêng biệt ha. Ví dụ chúng ta muốn sôi nổi thì nó xe sẽ tự động có những cái combo để giúp cho chúng ta thư giãn cực kỳ thoải mái trên mẫu xe này. Và khi mà nhắc đến nước hoa thì chúng ta sẽ có hệ thống air balance ở đây quý anh chị ha. Đây, một mẫu xe sang trọng, nội thất cao cấp, âm thanh hay, đèn viền lung linh và thêm vào một mùi hương thoang thoảng của dòng nước hoa cao cấp nữa thì thực sự là một trải nghiệm rất là tuyệt vời sau những thời gian làm việc mệt mỏi. Sau một ngày dài chúng ta làm việc mệt mỏi và trở về nhà trên chính một con xe đắt tiền như thế này hả quý anh chị. Rồi, đây cũng là những chi tiết rất là quen thuộc trên dòng GLS ha quý anh chị ha. Điều hòa trên xe của chúng ta sẽ là điều hòa 4 vùng Demotronic. 4 vùng nhiệt độ riêng biệt, vùng bên trái phía trước, bên phải phía trước, bên trái phía sau và bên phải phía sau, giúp cho người ngồi bên trong xe có thể cá nhân hóa vùng nhiệt độ ưa thích của mình. Tại vì khách hàng thì có người thích lạnh, có người thì thích mát vừa vừa, hả quý anh chị? Tiện nghi tiếp theo nữa, chúng ta sẽ có một cửa sổ trời siêu rộng panorama ở đây. Đó, chúng ta có thể đóng và mở cửa sổ trời này chỉ bằng một thao tác đơn giản bằng một cái lẫy ở đây, hả quý anh chị ha? Và rồi, trên một con xe được sở hữu là hệ thống treo khí nén Ematic này thì chúng ta chắc chắn là sẽ có tính năng nâng hạ gầm bằng một cái lẫy cơ ở đây ha quý anh chị. Và hệ thống treo Ematic này tuy là không hiện đại như là ES2 Body Control trên mẫu xe GLS 600 nhưng lại cực kỳ êm ái và cực kỳ phù hợp với điều kiện đường xá ở Việt Nam ha quý anh chị. Kết hợp với nó là gói chống ồn Acoustic Comfort thì mẫu xe này có thể nói là khi mà chúng ta đã đóng cửa xe rồi thì một không gian yên tĩnh bên trong cực kỳ tuyệt vời, cộng với khả năng vận hành cực kỳ êm ái của khối động cơ i6 phía trước
và khả năng cách âm vượt trội của mẫu xe này tạo nên một không gian cực kỳ tĩnh lặng và cực kỳ relax. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến cái vị trí quan trọng nhất, đó chính là vị trí ghế thương gia ở khu vực phía sau, quý anh chị ha. Định nghĩa về trải nghiệm thương gia là gì quý anh chị? Những vật liệu cao cấp đắt tiền, độ hoàn thiện ở một mức tỉ mỉ và khơi gợi mọi giác quan cảm xúc. Trên vị trí ghế thương gia của GLS 480 hoàn toàn tương đồng với GLS 600, chúng ta sẽ được chiều chuộng mọi giác quan. Thứ nhất là về phần nghe, chúng ta sẽ có âm thanh nghe cực kỳ hay. Về phần nhìn, chúng ta sẽ có một hệ thống đèn viền nội thất cực kỳ lung linh kết hợp với lại thiết kế nội thất với những đường nét được tạo hình và hoàn thiện rất là chỉnh chu, rất là tỉ mỉ. Và không quên là một bộ da ghế được làm bằng da bò châu Âu, cũng là loại da cao cấp nhất của Mercedes-Benz, đó chính là da Nappa, chiều chuộng mọi giác quan với tính năng thấm hút mồ hôi tốt, thông gió tốt và ngồi cực kỳ êm ái. Với khoang ghế thương gia này, quý anh chị sẽ có một khoảng để chân lên đến hơn 1m1, và khi chúng ta kích hoạt tính năng ghế thương gia lên thì khoảng để chân này sẽ tăng lên từ 1m1 lên hơn 1m3 và độ ngã lưng ghế đạt là 43,5 độ. Ngoài ra, những tiện nghi của GLS 480 ở khu vực ghế thương gia này, chúng ta vẫn sẽ có điều hòa riêng biệt nhiệt độ nè. Chúng ta vẫn sẽ có sưởi ghế và làm mát ghế ở đây. Ghế chỉnh điện nhiều hướng và có cả nhớ ghế nữa quý anh chị ha. Và không quên đó chính là tính năng massage. Chúng ta sẽ có nhiều kiểu massage ở đây. Và một hệ thống giải trí MBUX high-end với hai màn hình ở mỗi hàng ghế, có kích thước là 11,6 inch. Đi kèm với nó là một máy tính bảng để chúng ta có thể dễ dàng thuận tiện điều khiển những cái tính năng giải trí trên xe này. Máy tính bảng sẽ được đặt ở vị trí này quý anh chị ha. Chắc chắn là khi mà chúng ta đạt một cái độ ngã lưng ghế như thế này thì cái việc với tay để sử dụng một cái màn hình ở ngay phía sau ghế, ở ngay sau lưng ghế phía trước như thế này sẽ khá là khó khăn. Nên là lý do chúng ta có một cái máy tính bảng ở đây là như vậy, để cho những cái vị thương gia ngồi ở khu vực ghế này có thể điều khiển xe dễ dàng hơn. Tiếp theo sẽ là một bệ sạc không dây ở đây ha quý anh chị. Và đây là một cái điểm khác biệt mà GLS 480 không có nếu mà so với GLS 600, đó là chính là vị trí tủ lạnh. Nếu như GLS 600 chúng ta sẽ có một tủ lạnh mini ở vị trí này thì GLS 480 đây là một cái option thiếu. Tuy nhiên thì với mức giá thấp hơn tới 3,6 tỷ giá lăn bánh thì mình thấy là cái tính năng này cũng không quá quan trọng. Rồi. Và không quên, nếu mà đã là thương gia rồi thì chúng ta vẫn sẽ có hai bộ bàn gấp tiện nghi ở đây. Đây, với cơ cấu gập rất là thông minh. Điểm này cũng hoàn toàn tương đồng với Mac ha quý anh chị. Đây, chúng ta có thể để những cái laptop hay là những cái máy tính bảng để có thể phục vụ cho công việc ngay cả khi đang di chuyển trên đường. Hoặc là chúng ta ăn uống trên xe cũng được nữa. Cực kỳ tiện nghi, gấp cũng cực kỳ dễ dàng ha quý anh chị ha. Đây, vật liệu làm nên cái bệ gấp này cũng cực kỳ cao cấp. Rồi, và ở ngay khu vực bên dưới này chúng ta sẽ có hai cốc để ly. Và hai cốc để ly này cũng có tính năng là làm ấm cốc và làm mát cốc, tương tự như là ở trên hàng ghế trước quý anh chị ha. Đây, cực kỳ tiện nghi. Ok, và nói về rèm xe, thứ nhất là về kính xe. Kính xe phía trước sẽ là kính cách âm và kính xe phía sau sẽ là kính cách nhiệt tối màu và phản xạ tia hồng ngoại. Đi kèm với nó là một hệ thống rèm điện mà quý anh chị có thể mở và đóng bằng một nút bấm đơn giản ở đây. Và thậm chí là người ngồi ở vị trí quan trọng nhất này, chúng ta cũng có thể đóng và mở rèm ở khu vực ghế kế bên luôn ha quý anh chị, bằng một nút bấm ở đây. Và thậm chí là quý anh chị cũng có thể là chúng ta hạ rèm sâu được luôn ha. Và đóng cửa sổ trời cũng bằng một nút bấm đơn giản ở ngay khu vực này, cửa sổ trời sẽ được đóng lại. Và đảm bảo một không gian riêng tư nhất cho những vị chủ nhân đích thực của mẫu xe cao cấp như thế này. Và vừa rồi cũng chính là những điểm nổi bật nhất của mẫu xe Maybach GLS 480 này. Quý anh chị thấy mẫu xe này như thế nào? Hãy comment cho Thịnh biết ở phần bình luận bên dưới nhé. Và nếu mà quý anh chị nào có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn về mẫu xe này, vui lòng liên hệ với Thịnh qua số hotline là 0908 000 284 để được tư vấn một cách cụ thể và chi tiết nhất. Nếu như mà quý anh chị thấy video này bổ ích, vui lòng cho Thịnh một subscribe để Thịnh có động lực làm nên những video tiếp theo cho quý anh chị nhé. Xin cảm ơn quý anh chị và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.